xe cục mịch nặng nề nhưng rất là nhạy. Đi từ nãy giờ thì tôi thấy là nếu như bạn là một người yêu thích cái sự êm ái thì khả năng là chiếc xe này cũng không mang lại cho bạn những cái cảm giác đấy đâu. Nó vẫn có cái gì đấy nó hơi cứng. Người ta gọi G63 là một chiếc xe của nhà binh mà. Mà người ngồi trên chiếc G63 là phải là một vị tướng. Thực sự luôn là rất là cá tính. Xin chào tất cả mọi người, tôi đang có mặt tại khu du lịch Hồ Tràm, Vũng Tàu. Một khu du lịch rất là đẹp. Và đứng cạnh tôi đây là một chiếc xe, nó là cực kỳ hầm hố. Xin giới thiệu các bạn chiếc Mercedes AMG G63 phiên bản mới nhất. Và nó có một cái màu vô cùng độc đáo, màu trắng. Có thể mọi người xem rất nhiều những cái clip những xe G63 mới về thời điểm này. Hầu như là toàn màu đen nhưng mà riêng chiếc này là màu trắng và đặc, và có thể nói là khá là độc bản. Thì chúng ta, khi bạn bỏ ra hơn 10 tỷ thì bạn nhận được những cái gì, chúng ta hãy cùng xem nhé. Và đầu tiên thì mọi người có thể nhìn thấy những cái điều mà nổi bật, đó chính là logo của xe và những cái phần rất là hầm hố như là bánh xe này, la răng này, và từng cái chi tiết như là logo xe này các bạn này, hoặc là những cái Vivo V8 này, Biturbo này, nó cực kỳ là nổi trội đó. Và những phần gương xe nha các bạn, và theo tôi biết từ chủ xe ấy, thì cái gương xe này anh em nào vặt được thì có lẽ phải lên đến tiền trăm triệu nha các bạn. Rồi, và bên trong đang có những cái gì Thắng nhỉ? Về cách mở xe ấy, thì nếu như là những người mà không biết, chúng ta có thể là một ngày chúng ta không thể mở được thì đơn giản thôi, anh em sẽ ấn vào đường này và mở ra. Vâng, và giới thiệu các bạn một cái siêu phẩm bằng tiền một ngôi nhà nha các bạn. Rồi, bên trong đang có những cái gì đấy ạ? Rất là đẹp. Có lẽ là với cái chiếc xe như này thì cái giá trị của nó không còn là cái để người ta phải bàn lên, mà những cái gì đã đem lại cho chủ xe là nội thất, là những option và là những công nghệ của chiếc xe này đem lại. Trước ở những cái thời kỳ trước, chúng ta sẽ liên tưởng đến những xe như là xe Jeep hoặc là những xe UWAT, và con G63 này nó cũng đã phổ biến lại những cái option hay những cái phong cách mang kiểu dáng ở thời cổ điển đó. Bọc ghế bọc da màu đỏ này, nó phối hợp với những màu đen, những cái option cực kỳ là đẹp. La răng nó đã được chủ xe người ta bọc thêm rất là nhiều. Rồi, mình sẽ lên trải nghiệm một chút xíu nha. Có lẽ là tôi cũng là một người chưa bao giờ được ngồi một chiếc xe như thế này. Và thật sự với các bạn là nghĩ là cả đời luôn ạ. Từ cái trải nghiệm ghế ngồi cho đến vị trí cầm lái tay này, nó rất là phù hợp và nó đi vào mắt người nhìn một cái khoảng giống nhìn rất là tốt. Rồi, có lẽ là tí nữa thì chúng tôi sẽ mở cái máy của xe này lên và cho các bạn nghe xem là cái bô của nó cực kỳ là phấn khích và sảng khoái nha các bạn. Rồi, tất cả những cái đồng những cái ở đây nó đều đáng đồng tiền bát gạo và những cái giá trị sử dụng của nó. Nếu như là một người bình thường thì tôi nói thật các bạn không thể hiểu được những cái tính năng ở trên này sử dụng như thế nào, từ cách âm cho đến bọc các thứ. Về cơ bản, các bạn có thể thấy nãy giờ quay rồi thấy có sự xịn sò và vô cùng đắt tiền.
từ những chi tiết toàn bộ ở trên xe đều được ốp carbon và sử dụng phần da cao cấp, rất cao cấp luôn. Sở bảo thích lắm các bạn ạ. Thì trước đây khi mà nhắc đến những chiếc xe kiểu như Jeep hay là G63 ấy, thì nó mang cái một cái tính gì đấy rất là cục mịch mà không phải ai cũng thích. Nó khá là cục xúc và cái người chơi những chiếc xe kiểu kiểu như thế này là phải người rất cá tính, rất bản lĩnh thì mới dám ngồi trên một chiếc xe mà nó theo cái nhìn vào cái thấy nó xấu rồi. Mà càng ngày thì Mercedes đã càng chiều khách hàng hơn khi mà đem thêm lên trên chiếc xe này rất nhiều những option và nhìn trong nó bắt đầu đã có sự gọi là bóng bẩy. Và chúng ta sẽ bật lên cái phần màn hình này, hiển thị đây rất to và nó phong cách ngay từ lúc cái màn hình chào của chiếc xe. Và đúng chính là gì đó kỳ, người ta đã nói là tiền nhiều để làm gì. Vậy thì tiền nhiều để chúng ta hãy sở hữu một cái siêu phẩm như này nha các bạn. Các bạn có thể thấy là cái phần vô lăng đi cắt này nó cắt xẻ khá là nhiều. Và đây vừa tôi vừa bật cái khởi động máy lên, tí nữa anh em sẽ nghe rõ hơn cái sự thôi thúc của G63 nó như thế nào. Đây về phần vô lăng khá là nhỏ, mà tính thể thao nhiều. Các bạn hãy nhìn qua cái phần mặt này đi, nó mang cái ngôn ngữ thiết kế của những chiếc xe Mac trong những năm gần đây, rất nhiều nút ở giữa là logo của ngôi sao ba cánh rất là nổi tiếng rồi. Đây là phần trụ ở dưới này cũng là nhôm ốp full carbon luôn, chỗ này là da lộn nha. Vẫn là những cái chi tiết rất đắt đỏ. Vâng, và đây là chính là chìa khóa của xe này các bạn này. Đây là cái chiếc chìa khóa của chiếc G63 đây. Nó cũng không có gì là quá là mềm mại cả. Vẫn có một cái nét gì đấy rất là cá tính và cực kỳ là khá là kiểu cục xúc ấy. Anh em nhìn vào những cái phần như này, gài cầu, có chế độ gài cầu, gài cầu trước, gài cầu sau. Có bi sai đó, có bi sai cầu trước, có bi sai cầu sau, có bi sai trung tâm. Một chiếc xe mà vừa đẹp ở phần nội thất sang trọng mà đáp ứng cho việc off-road thì quá là hoàn hảo luôn. Cầu sau, những cái nút ở đây tăng giảm nhiệt độ này, quạt gió này, đấy, giảm quạt gió này. Phần menu đây rất là nhiều. Và đây có một cái mặt đồng hồ của hãng IWC, một cái hãng đồng hồ đến từ Thụy Sĩ rất là nổi tiếng và cũng lại thuộc hàng cực kỳ đắt đỏ luôn. Những cái nút ở đây bấm vào thì nó đây là phần xem bản đồ này, phần navigation. Okay. Radio. Những cái nút này ấn khá, tôi thấy khá là cứng ấy, chứ không phải là mềm mại đâu các bạn nhá. Nó cứng á, mang một cái vẻ đấy gì đấy rất là mạnh mẽ. Với các động cơ đi á, thì nó sẽ bật lên cho anh em xem. Con này thì chuyển số ở đâu ta? Đây, có lễ chuyển số ở phần trên này. Nếu như anh em mà chuyển sang chế độ lái bán tự động thì có lễ chuyển số đây. Nghe cái tiếng cửa mở ra đã thấy nó sướng rồi, rất chắc chắn, rất cục mịch và không phải ai cũng thích. Với 10 tỷ bạn bỏ ra hơn 10 tỷ bạn có rất nhiều những lựa chọn ở những hàng xe siêu sang cao cấp. Thế nhưng mà chủ nhân của chiếc xe này đã chọn G63, một người rất là bản lĩnh. Và xin bật mí với tất cả quý vị và các bạn là cái người chủ nhân của chiếc xe này là một doanh nhân vô cùng trẻ tuổi, thậm chí còn trẻ tuổi hơn cả tôi luôn. Và tôi không xin phép không được tiết lộ danh tính và cảm ơn anh đã cho chúng tôi mượn chiếc xe này để làm review ngày hôm nay. Và có lẽ là đối với nhiều người sử dụng xe ấy, thì người ta sẽ quan tâm là mức tiêu hao nhiên liệu hay là động cơ của xe. Nhưng nếu như các bạn đã sở hữu một cái siêu xe và một cái quái thú như này rồi thì có lẽ là chủ xe người ta cũng không quan trọng là nó bao nhiêu lít trên 100m, trên 100km. Nhưng bật mí với các bạn là đối với chiếc xe này, động cơ như thế này thì chúng ta đang tiêu hao là rơi khoảng là 11 lít trên 100 cây. Và cái khả năng tăng tốc của xe ấy, để đạt lên 100km ấy, nó chỉ rơi khoảng là 4 giây rưỡi thôi.
Và cái động, cái vận tốc mà cái xe này có thể đạt được nó rơi vào khoảng 220 đến 240 km trên 1 giờ. Và ở phía cuối video ấy, chúng tôi cũng sẽ là trải nghiệm và thử lựa cảm giác xem là một Fast Furious ở xem ở trên phim nó như nào, và chiếc xe này cũng sẽ đạt được như vậy các bạn ạ. Đó, nhìn tất cả cái option này ở đây thì thật sự là rất là phấn khích. Với những người mà hay đi review xe máy như bọn tôi thôi, tự nhiên hôm nay mà được tình cờ rất là bất ngờ là được sử dụng và chiêm ngưỡng một cái nội thất như này thì thật sự là rất là choáng. Ok, thế xem phần nội thất đằng ghế đằng trước như này, nhau nhỉ, còn gì để nói không nhỉ? Ghế phải nói là ngồi khá sướng các bạn. Đúng là bỏ tiền ra nó phải sướng như này chứ. Và anh em chú ý nhá, những chiếc xe kiểu mang tính chất thể thao của AMG sản xuất này, khi mà anh em vào ô cua ấy thì cái phần ghế ở đây nó sẽ ôm sát theo cái hướng của chúng ta chuyển đổi hướng, để làm sao mà nó giữ được cái sự trọng tâm của người ngồi trên xe được vững nhất và cảm thấy an toàn nhất. Tất nhiên rồi, bạn bỏ ra ngần ấy tiền, bạn có một khối động cơ khủng khiếp thì những cái option ở trên xe nó phải tương xứng. Ở đây là cái phần cốp này, có không có gì cả. Tôi vẫn thích, tôi rất thích. À, xe được trang bị hệ thống loa Bomaster chứ danh luôn, rất nổi tiếng. Và ở trên phần cạnh cửa này thì là cái phần vị trí chuyển thay đổi vị trí của ghế và nhớ ghế. Đó. Em mua cái gì? VinFast à? Cứ chê là cái hệ thống khóa chốt cửa của nó này. Đây. G63 làm luôn cái chốt cửa to bản bằng thép luôn đây. Cục chưa? Quá cục xúc luôn. Nên là làm cái gì người ta cũng đều có cái lý lẽ, cái nguyên nhân người ta làm chứ không phải là tự nhiên người ta làm đâu. Đây là cái hệ thống mở ra thì ở đây chúng ta để một vài cái thứ lặt vặt. Bấm ra, thực ra thì trên con G63 này bạn không thể hy vọng này về những cái option mà cho một ông chủ doanh nhân kiểu làm việc được, mà nó phải cá tính, nó phải thích đi. Ví dụ ngày bạn chạy tầm một độ hơn 200 km tổng quãng đường chẳng hạn, bạn ngồi trên chiếc xe kiểu như G63 này, bạn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi được luôn. Cái khả năng cách âm của chiếc xe cho đến những cái nội thất tiện nghi ở trong xe đủ để cho chúng ta ngồi cầm lái tuyệt vời. Đây, ở đây có cả một cái bám các bạn ạ, rất cục xúc và thô luôn. Làm gì có con xe đan nào nó đắn này đâu, đúng không? Anh em không thể nào thấy được. Như trên G63 nó làm như một cái cục ở đây, tất cả những cái chi tiết ở đây. Mở gương thì đèn sẽ tự động sáng này. Cửa sổ trời. Trời Vũng Tàu ngày hôm nay rất là nắng nên là tôi sẽ không mở cái này ra nữa nhá. Bô của xe này là bô on off nên là anh em có thể bật tắt ở đây được nhá. Đây này, cái nút này rất là cục luôn, bô on off. Chỉnh được cái hệ thống treo nó êm ái hay là không êm ái, đến nó cứng lại khi vào địa hình này. Đây, nó hiển thị lên trên màn hình rất là chi tiết và rõ ràng về một chiếc G63. Cái khung gầm body của chiếc xe này là body on frame. Cầu thì là cầu cứng các bạn nhá. Đương nhiên rồi, một chiếc xe mà để đáp ứng cho việc off road mà. Và chúng ta sẽ đi ra hàng ghế phía sau xem xe có gì nhá. Nghe cái tiếng mở ghế đã thấy nó hay rồi. Mời anh quay phim lên đây ngồi. Đấy, các bạn nhìn cả những cái phần tay nắm cửa của những của chiếc xe G63 này nó cũng rất là thô chứ không phải là kiểu trau chuốt hay mềm mại đâu. Khi anh em mình mua xe G63 thì cứ đến showroom mà chiêm ngưỡng. Ông nào kiểu to người đầm khổng lồ một tí ấy thì ngồi con xe này cực kỳ đẹp luôn. Đây là phần, đây là một cái chỗ để chúng ta có thể sạc, cổng sạc đây. Điều hòa vẫn dạng tuabin nổi tiếng của Mac rồi. Thì trên chiếc xe G63 này thì nó không có gì gọi là thực sự để mà nói là cái để cho một ông chủ có thể ngồi đây làm việc giống như những cái chiếc sedan hạng sang, thì nó có chỉ có thế này thôi. Đặt được một cái hai cốc ở đây hết, không có gì cả. Cái người chơi chiếc xe này ấy thì họ rất là cá tính rồi, thì vậy ở đây ngoài ra xe còn được trang bị màn hình nữa.
mở khóa nó cũng rất là gì đấy, rất là cá tính và cục. Cái có hệ thống trợ lực, thủy lực đây. Đây là phần cốp đằng sau, một cái khoang đồ rất là rộng, chúng ta để thoải mái luôn nha các bạn. Thực ra thì nếu mà nói là cái khoang đồ này mà để bạn có thể đổ, để những bộ đồ chơi gôn vào đây thì nó cũng không được để được nhiều đâu. Nhưng mà tương đối là bởi vì là cái phần trụ này nó chiếm rất nhiều diện tích của chiếc xe rồi, là nó sẽ bị bóp lại. Nhưng mà nó, bạn nhìn này, nó giống hệt một chiếc xe tải chứ không phải là một chiếc xe sang. Các phần trụ A, trụ B, trụ C rất to, rất cục. Những cái hộp của lốp dự phòng cũng rất là cục luôn. Nhưng mà nó sẽ thể hiện được cá tính của người sử dụng xe này, mạnh mẽ, phong cách và luôn luôn mong muốn là mình có một cái sự nổi trội. Toàn bộ chiều dài của chiếc xe này lên đến 4m9 và cái phần chiều cao của nó là gần 2m. Xe được trang bị khối động cơ V8 4.0 lít bi-turbo, sản sinh công suất cực đại là 577 mã lực tại 6.000 vòng trên phút. Nhưng mà cái tôi quan tâm rất nhiều đến chiếc xe này đó là cái khả năng sức kéo của chiếc xe. Chỉ đến khoảng độ 2.500 vòng trên phút thôi mà bạn đã có một cái lượng sức kéo cực đại là 850 Nm. Còn đây là phần bánh xe. Chiếc xe này sử dụng lốp Pirelli. Cái phần mâm xe này các bạn ạ, mâm xe đa chấu này là mâm này là mâm lên đến 22 inch, cực kỳ lớn luôn. Và bạn có thể nhìn được cái phần hệ thống phanh hiệu suất cao của AMG này, to bản, cực kỳ to luôn. Mà thậm chí nếu như anh em để ý thì cái phần đĩa này thôi nó bằng với kích thước vành của một chiếc xe thông thường ở Việt Nam. Nó rơi vào tầm 15-16 inch luôn á, cực kỳ to. Vào đây, tôi sẽ bật cái nắp capo lên cho anh em xem. Hãy cùng nghe xem là cái tính động cơ của chiếc xe này nó sẽ mang lại cái sự phấn khích gì cho cả những người ở bên ngoài và người ở bên trong nha. Xin mời, xin giới thiệu các bạn, đây là cái khối động cơ khủng khiếp của nó, V8 bi-turbo. Và một người duy nhất được lắp chiếc xe này, có in tag ở đây và ký tên ở đây, sản xuất ở Mercedes-AMG Germany. Ở đây là hai cái họng hút gió này, vậy cực kỳ to luôn. Cái này nó tạo ra khả năng chúng ta off-road thì không phải hỏi luôn, không phải nghĩ. Và chiếc xe bật tắt được bô là on-off nha anh em nhé. Một khối động cơ khủng khiếp luôn. Nó sản sinh công suất lên đến 577 mã lực. Và Newton-mét, lực kéo, sức kéo nó là 850 Newton-mét. Nhưng mà chỉ tại 2.500 vòng tua trên phút thôi, cho cái khả năng vượt địa hình tuyệt vời luôn. Và anh quay phim hãy quay ra đây cái phần này. Cái phần này đó là phần cách âm của nó và cách nhiệt của nó này. Đóng mở rất nhẹ nhàng. Các bạn thấy không? Một chiếc xe cao này thì chúng ta nên có một cái chiều cao tốt tốt để có thể xử lý những cái khoảng trống như này nhá. Tôi chỉ cao có 1m70 thôi nên là với này nó hơi mệt. Những chi tiết rất nhà binh luôn. Đèn báo rẽ, đổi ụ to tướng lên, rất thô. Những chi tiết đèn nó rất là đắt giá các bạn, chắc chắn sẽ là full LED rồi đối với những chiếc xe cao cấp như này. Wow, rất là tuyệt vời, nghe đã tai luôn à. Phần phía ống xả bô của chúng ta thì nó sẽ toát ra những hơi. Rồi, nghe rất là đã tai đúng không các bạn? Và đảm bảo rằng chắc chắn những người sử dụng chiếc xe này á, thì cái tiếng bô cũng sẽ là một cái điều quan trọng để họ lựa chọn những phiên bản như này. Độc đáo, phong cách. Và chắc chắn là khi đi ngoài đường thì 100 ánh mắt thì phải đến là 101 người chúng ta sẽ phải ngoái nhìn về cái dòng xe này. Hệ thống đèn các bạn thấy nó rất là công nghệ và hiện đại.
Đây là giải LED định vị ban ngày của AMG. Thì người chủ người ta đã dán thêm cái phim PVF để tạo ra cái hiệu ứng khói mờ này. Còn bên trong thì vẫn là hệ thống đèn chứa danh của Mercedes rồi. Hệ thống đèn multi beam với hơn 100 bóng LED. Và bạn tạo ra một khoảng cách chiếu sáng cực kỳ lớn, lên đến 600-700 mét luôn. Và nó rất là Mercedes rất quan tâm đến những cái người mà khác đi trên đường. Khi mà có xe đối diện di chuyển ngược lại thì cái đèn này nó sẽ hạ xuống. Một sự thông minh tuyệt vời luôn, và tôi đánh giá cực kỳ cao ở trên những chiếc xe của Mercedes. Để tôi nói nốt cái phần về ống bô, chúng ta sẽ lên xe và cái phần bô này. Anh có thể đạp ga xem cái. Chúng tôi đang gặp có mặt tại đây để nghe được cái tiếng bô này thì quá đấy, lúc luôn. Mà nó chỉ ở trong trạng thái chờ kiểu như này nó rất là nghe tiếng nó rất là đã rồi. Nó có cái phần mà backfire nghe tiếng rất là hay. Và bây giờ thì tôi sẽ mời chủ nhân của chiếc xe này lên cầm lái trực tiếp và chúng ta đi một vòng để test xem cái sức mạnh của chiếc xe này đến mức độ nào. Để mà nói về các tính năng an toàn thì cái việc một chiếc xe có động cơ lớn như này thì cũng có thể coi là một tính năng an toàn. Khi mà bạn vượt xe khác nó rất là dễ dàng và cực kỳ lanh lạnh luôn. Một chiếc xe cho off-road, cho đi địa hình với công suất xe rất lớn. Khi mà chúng ta đi những cái đoạn đường đèo mà muốn vượt xe ấy, nó rất là chủ động. Bao ra thì nó là cái nút chìa khóa đây cho mấy con Lambo. Mà bây giờ mình em để bao ra thì không vừa nữa đúng không? Để bao ra là không vừa, phải tháo bao ra. Bao ra rất là xịn sò. Tháo bao ra thì rất là xịn. Cái chỗ nút chìa khóa này các bạn này, cắm chìa khóa vào đây. Làm thử sport sport. Ok. Sport chứ. Bạn chú ý nghe nhá. Wow, tiếng bô các bạn ạ, ôi hẳn bên trong tiếng bô cực kỳ là phấn sảng khoái luôn đấy. Quá khủng khiếp luôn. Được rồi, cái chế độ đang giật này cũng đủ. Như đây là một chiếc xe đua luôn các bạn. 150 cây, 150 km/h. Hệ thống phanh rất an toàn và chúng ta sẽ giảm tốc rất là nhanh nhờ hệ thống phanh ABS. Các bạn vẫn hoàn toàn có thể nghe được tiếng backfire, cái tiếng lửa sau của cái bô ấy. Nó rất phấn khích luôn. Anh em nào mà đam mê tốc độ thì một khi mà đã ngồi chiếc G63 này thì cảm giác là nó giống như một vị tướng điều khiển một con chiến mã. Quá sức khủng khiếp. V8 biturbo. Và với cái sức kéo của nó thì quá khủng khiếp để chúng ta có thể đi được trường. Vừa rồi là chế độ sport. Rất phấn khích luôn. Cái lốp của nó rất là to. Tuy nhiên là trên chiếc xe này không phải là sử dụng hệ thống treo khí nén các bạn nha. Không có hạ nâng hạ, nó chỉ là hệ thống treo thông thường thôi. Nó cho cái đương nhiên rồi, chiếc xe G63 là để địa hình mà bạn có thể độ, mà nguyên bản thì không có đâu. Phải nói chạy tốc độ cao nãy giờ tôi không thấy cái sự quá nhiều cái rung lắc anh ở lên vị trí mình ngồi. Sport về sport cộng cũng một đường chạy đường sport cộng em chạy lên được 250.
kính trời nha. Chúng tôi đang chuyển chế độ Sport Cộng, các bạn cùng nghe nhá. Cô đã cảm giác sảng khoái, phấn khích. Tất cả những cái gì mà tôi có thể nói ở ngay lúc này. Chỉ có vài giây thôi, đã hơn 100 km/h thì các bạn ạ. Nhưng mà và cái con số mà theo như được đọc ở trên mạng thì đúng là 4 giây và 3 giây trên một cho 100 km là có thật. Và thậm chí là nó có thể nhanh hơn tùy vào cái đường và cái tải của xe lúc đó. Một chiếc xe cục mịch nặng nề nhưng rất lanh lợi. Đi từ nãy giờ thì tôi thấy là nếu như bạn là một người yêu thích cái sự êm ái thì khả năng là chiếc xe này cũng không mang lại cho bạn những cái cảm giác đấy đâu. Nó vẫn có cái gì đấy nó hơi cứng. Người ta gọi G63 là một chiếc xe của nhà binh mà. Và người ngồi trên chiếc G63 là phải là một vị tướng. Thực sự luôn là rất là cá tính. Vừa rồi chúng ta đã trải nghiệm qua một tí tốc độ của chiếc xe rồi. Các bạn có muốn nghe nhạc không nhỉ? Anh em thử tí âm thanh xem bỏ loa Omaster nó như nào nhá. Và chúng ta sẽ quay trở về khách sạn và ăn trưa thôi. Ok, và vừa rồi chúng ta các bạn đã được trải nghiệm này chưa đóng hết xe này và chúng ta sẽ cảm nhận những cái sự phấn khích khi đi chiếc xe này. Và các bạn hãy nhớ là like kênh YouTube và hãy subscribe kênh của chúng tôi để có thể là cảm nhận là sở hữu. Và trong video những cái video tiếp theo ạ, chúng tôi cũng sẽ mang lại cho các bạn không chỉ về những sản phẩm như là xe máy mà còn là những trải nghiệm về giá trị của những chiếc xe ô tô nữa nha các bạn. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.